Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình làm một cái video review cái cây ná cao su. Nói chung là cái môn chơi ná này hiện giờ nó cũng đang rất là hot á. Mình cũng nói chung là cũng muốn trải nghiệm thử cho nên là cũng đang tập luyện đó. Hôm nay mình có mua được một cái cây ná này nè. Cái này là mình mua trực tiếp bên Trung luôn nha. Trung Quốc á. Nói chung là thấy nó khá lạ đó. Bởi vì mình mua về trải nghiệm thử coi nó như thế nào nha. Nè, toàn là tiếng băng keo, toàn là tiếng Trung không nè. Rồi mình mua trực tiếp bên Trung nè. Này cũng rẻ thôi chứ không mắc gì. Được cái là nó lạ. Mình chưa khui luôn nha. Mới vừa nhận hàng luôn nè. Đặt mua cũng lâu rồi nhưng mà tại từ bên đó vận chuyển về đây thì cho nên nó hơi lâu. Sẵn mình làm một cái video cho cả nhà xem luôn. Rồi, bây giờ mình tập hợp nó nha. Bây giờ mình bắt đầu tập hợp nha. Cũng hồi hộp lắm, không biết nó như thế nào nữa. Không biết là nó có giống cái hình trên quảng cáo không nữa. Cầm hộp thì rất là nặng đó. Nặng hơn mấy cây ná của... Nặng hơn mấy cây ná mà anh em hay chơi đó. Ưng Vương, mấy One Hit rồi đó. Cầm nặng hơn nhiều, tại ná kia thì mình cũng có mấy cây. Chung mình thấy cái gì lạ lạ là mình cũng hay mua lắm. Chứ có xài được hay không nên nữa. Như là gỡ ra nguyên cục sắt thì chết luôn. Ngày cùng chờ xem nha. Trước mắt cả nhà là thấy có một cái bộ thun nè. Thun vàng khè giống như là thun GZK. Trước mắt là mình gỡ ra là mình thấy một cái bộ thun đầu tiên nè. Thun này chắc cũng thun xịn đó, nhìn giống như là thun GZK 0.65. Nhìn cái chất thun là biết thun xịn liền à. Chung đồ mà bên Trung Quốc thì xài im lắm. Nếu mà mua trúng hàng nội địa nha. Đây nè, trong cái túi đàng hoàng luôn nè. Do vận chuyển thì nó cũng gắt mấy góc rồi. Nhưng mà ở trong cũng có cái mấy lớp bông xốp nữa, bọc biển á, để cho nó đừng có sốc quá. Trước mắt là ngoại hình đó thì nè, mình cũng hồi hộp á, không biết như thế nào. Đây, đây này, cùng chờ xem nha. Đây, nó đây. Không biết là có bể có mẻ gì không đây nữa. À, không có mấy cái... Ở trên kia quảng cáo thì là có cái laser nữa. Nhưng mà khi nhận hàng thì không có nha. Chung là lúc mà quảng cáo thì lúc nào cũng sẽ gọi là chụp hình thì cái đẹp lắm. Ở trên kia thì quảng cáo là bên đây là sẽ có một cái laser. Bên đây sẽ là một cái thước ngắm. Nhưng mà nhận hàng thì nói chung là không đẹp bằng ở trên hình rồi đó. Thiết kế được khoảng 9-10. Nhìn đẹp lắm nhưng mà nhận hàng khác hoàn toàn. Nhưng mà nói chung là giá cũng rẻ, mua về trải nghiệm chơi được. Không có mắc, không mắc là mấy. Chứ được tặng kèm bộ thun nữa nè.
Cái này được một cái cả nhà là nó sẽ xây tròn tròn nè. Bởi vậy khi mà mình ngắm đó, phải không? Mình kéo dây ra đó là mình không có sợ mà kiểu như là hai dây nó sẽ lệch trái lệch phải, nó không đồng hai bên á. Tại vì khi mà mình kéo ra là cái này là lúc nào nó cũng định tâm rồi. Bởi vậy nói chung là cũng giúp mình bắn chính xác hơn. Thiết kế này cũng thông minh. Cái này ở trên đó để là bằng inox đó nha, nhưng mà không biết nó bằng cái gì, thấy nó cũng có hơi một chỗ hơi sét nhẹ nè. Ná inox của Trung Quốc thật sự nó không phải là inox mà nó là kiểu như là hợp kim á, hoặc là inox mà inox mà hai lá mấy nó chưa tới á. Bởi vì mình nếu mà mình đi mưa này kia về thì nó vẫn có hơi sét sét nhẹ nha, nhưng mà mình phải vệ sinh kia chà thì nó ra, chứ không phải như sắt sét nhạt luôn. Hình là tổng thể nha. Mình tại hiện tại thì mình cũng đang xài cây ưng vương với một cây one hit. Để mình gài dây vô thử nha. Sẵn có tặng một bộ thun, không biết thun này nó cắt đều không nữa. Lúc đầu mình cứ nghĩ là nó sẽ đầy đủ. Ở trên này nó có làm cho mình hai cái con ốc lục giác nè. Bạn mình cố định cái thun á. Cái này theo mình chắc ngắm thì sẽ ngắm ngắm trên cái đỉnh này quá. Nó làm cho cao hơn nè. Nếu mà bắn gốc gốc 45 thì ngắm cái chân ốc này luôn, giữa chạc. Cái này chắc đầu chạc này, đầu chạc 20 quá. Hai mấy luôn, to lắm cả nhà ơi. Này chắc cũng khó bắn. Tại vì cái đầu chạc nó làm không có chuẩn. Còn cái chạc này chắc cỡ chạc chạc 8 à. Chưa đo nha, nói chung là chỉ nhìn sơ qua phỏng đoán thôi, không biết chính xác nữa, chưa đo. Mình kẹp thun vô thử nha. Ốc thì cũng làm bằng ốc inox nè. Không hài lòng một cái là ở trên kia nó để là có laser. Trong hình đó là có laser và có cái chỗ mà để gắn cái laser vô cho mình ngắm đó, nhưng mà nhận hàng không có cái chỗ đó. Hai bên nó đâu có cái chỗ nào đâu mà để gắn cái laser. Kệ. Coi như là mua trải nghiệm đi. Cuối cùng thì mình cũng cột xong nha cả nhà. Nói chung là tại lúc mới đầu á, mình chưa có rành gì cái này, vì mình cột cũng hơi khó một chút. Như cái này thiết kế khó cột lắm. Nó kẹp mà nó kẹp nó làm không chuẩn đó, nó rộng đinh nè. Dây kẹp rất là khó luôn. Chứ nếu mà mình nó không có cái lằn mà để mà căng thun á, bởi vì mình cột cho nó đồng nó rất là khó. Mình cột về mà cảm giác nó chưa đồng nè. Khi mình kéo mình nhắm vào mà mình xây cái tay sao nè, là cái góc này nó cũng xây nó cũng đứng một chỗ nè. Bởi vì là nếu mà cột chuẩn thì thun rất là đồng nha, nhưng mà nếu mà cột lệch là thua luôn á. Cột lệch là lúc nào nó cũng theo cũng lệch theo cái cột hồi nãy giờ mình căng mới được chuẩn tâm nè. Với cái này nó xây tự do nè, tại mình nãy là mình căng cho nó bằng nhau đó, rồi mình giết cho nó chết luôn. Với cái này là mình xây lên xây xuống được nha. Nói chung cái này mua gì trải nghiệm chơi thôi, chứ thật sự nó nếu mà bắn để mà bắn tập bắn chuyên nghiệp mình nghĩ bắn không được đâu. Để mình lấy mình đo thử coi cái này là chặt mấy nha.
Cái này là đầu chạc của nó là 8.5. 8.5. Tại vì thôi mình lấy nén thôi ấy nha, bởi vì mình có nhìn rõ không nữa nè. Khá là lớn. Nhưng mà 8.5 thì mình phải đặt cái điểm đặt da là dưới gò má nha. Dưới gò má. Ở này bắn chơi thôi chứ đi, nếu mà đi bắn chuyên nghiệp thì thôi thua. Cảm giác nó rất là khó bắn. Tập cái này chắc cũng phải lâu lắm á. Với cái đầu chạc này nó thiết kế cái kiểu chủ kỳ lắm, mình khó ngắm lắm. Nếu mà mình ngắm chặt giác hay là chặt cột gì quen rồi là đưa vô này nó khó lắm, nó kỳ lắm. Chung là cái thiết kế nhìn nó không đã. Rồi, cái video hôm nay thì mình chỉ làm review sơ về cái cây ná này thôi. Chứ tại mình cảm giác bắn không trúng mà gì, mình không có quay bắn thực tế nha. Để mình tập thử vài cái đi. Nếu mà ổn thì mình quay cái clip tiếp theo rồi mình cách thử cây đá này nha. Này mới mình cũng không biết như thế nào. Với một phần là ná kia thì nói chung là mình tập một thời gian rồi thì bắn giờ cũng tạm ổn thôi. Chưa gọi là chuẩn gì. Bởi vì mình không có quay cái clip săn bắn bằng ná là vậy đó. Là chưa có chuẩn 100%. Khi nào mà chuẩn rồi thì có thể là mình sẽ làm mấy clip đi bắn ná cao su này kia, chứ không có dùng súng hơi nữa. Rồi, chào cả nhà nha. Chúc cả nhà buổi chiều vẻ nha.